Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh xin giới thiệu tới quý vị dự án 3 căn thuộc xóm 1 xã Đông Lao, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Với những cái căn nhà này thì đã được hoàn thiện xong gần như 95%, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chính chủ, bàn giao nhà luôn, ngõ trước nhà. Như quý vị nhìn thực tế thì ngõ trước nhà đây là xe ô tô con nhỏ có thể lùi vào tận cửa, và nó nằm ở trên mặt ngõ. Tuy nhiên mặt ngõ này thì không phải mặt ngõ thông quý vị nha. Và với cái căn nhà này, một trong ba căn nhà thì Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới quý vị với cái diện tích là từ 33 cho tới 34m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng. Nó là thuộc huyện Hoài Đức. Thời gian vừa rồi cũng có rất là nhiều quý khách hàng quan tâm tới cái căn nhà, nhà đất ở thị trường Hoài Đức. Thì gần đây Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới video mọi người nhiều hơn về những cái căn nhà hiện tại nó thuộc huyện Hoài Đức mọi người nha. Đây, với cái phần mặt tiền của ngôi nhà ở đây là 3m4, thiết kế 2 lớp cửa. Với cửa chính của ngôi nhà là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Căn nhà gần như đã hoàn thiện, gần như cũng khá là chỉnh chu, chỉ việc còn một chút cái phần dọn dẹp và lắp ráp đồ, cái thiết bị vệ sinh nữa là xong hết rồi. Ngoài đứng ở đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Phần phòng khách của ngôi nhà đã được hoàn thiện xong hết. Với căn nhà này, hồ sơ điện, hồ sơ nước cũng đã được lắp đặt đầy đủ. Gạch lát nền, kích thước gạch là 60-60. Vị trí của cái căn nhà này thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ với mọi người về cái vị trí của nó. Đi lại rất là thuận tiện. Nếu như mà quý vị mà muốn tới cái căn nhà này thì đi qua khu đô thị Đô Nghĩa. Cái căn nhà này gần như nó giáp với lại khu đô thị Đô Nghĩa. Mọi người đi tới cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương và đi qua tổ 13, đi ra tới bên đây là Đông La, Hoài Đức. Thì với cái vị trí ngay nhà này, nó cách với khu đô thị Đô Nghĩa, nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 1km thôi. Nói chung với cái vị trí này nó xem với lại một số cái căn nhà thuộc tổ 14-15 phường Yên Nghĩa. Tuy nhiên thì với cái căn nhà này bên này thì nó có vẻ có một cái phần sầm uất hơn, dân cư đông đúc hơn mọi người ạ. Và từ vị trí cái ngôi nhà này mà đi ra tới ngã tư Lê Trọng Tấn, Hà Đông, nó khoảng tầm phạm vi 3,5km, gần với trường đại học Phenica, cũng khá là gần với lại bến xe Yên Nghĩa. Nó cách bến xe Yên Nghĩa khoảng tầm 2,5km thôi, đi lại giao thông cũng rất là thuận tiện. Dân cư xung quanh sầm uất, đông đúc, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 rất là đầy đủ. Với cái phần hoàn thiện, phòng khách của ngôi nhà thì đây, mọi người có thể nhìn thực tế giúp em. Chủ đầu tư cũng thiết kế rất là chỉn chu về cái hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Và ở đây có một cái bức tranh mọi người ạ, nó cũng khá là bắt mắt. Thực ra ở đây nó là bức tranh, nó là cái giấy dán thôi mọi người ơi. Đó, quý cô chú cũng như anh chị nào mà nhìn nó ở trên này nhìn nó thế thôi, nhưng thực tế nó là cái giấy dán tường đó mọi người. Ngoài cái phần phòng khách cũng khá là rộng thì mời mọi người theo em vào vị trí phòng bếp của ngôi nhà. Căn nhà này cụ thể ở trên sổ đỏ của nó là 33m² mọi người nha. Đó, với phần phòng bếp hoàn thiện cũng khá là chỉnh chu. Tủ bếp ở đây là thiết kế là tủ gỗ. Đó, phụ kiện bếp được lắp đặt đầy đủ. Rồi là vòi rửa, chậu rửa. Xung quanh bếp thì là ốp gạch và mặt bếp thì ốp đá granite. Nói chung với căn nhà này khá là hoàn thiện chỉnh chu. Giá chào bán căn nhà 1.950.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Đó, khá là ok đúng không mọi người? Với thiết kế 3 tầng thôi, nhưng mà bây giờ chủ đầu tư thiết kế 3 tầng rất là đầy đủ cái công năng cho quý vị sử dụng. Ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì ở tầng 1 của ngôi nhà còn thiết kế một phòng vệ sinh nhỏ nhắn xinh xắn, đầy đủ với cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà, như quý vị nhìn thực tế ở trên video, nó là gỗ lim. Đây mọi người ạ. Đó, và mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Vậy thì trên phía tầng 2-3 của ngôi nhà thiết kế ra sao? Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà. Quý vị ơi, với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế cầu thang ở giữa, nhà vệ sinh ở giữa. Và ở đây có hai phòng ngủ thì mời mọi người theo em vào cái phòng ngủ phía đầu tiên. Đây ạ. Đó, phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà. Thiết kế cũng khá là đơn giản thôi, hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Ở đây cũng có một bức tranh nữa này mọi người. Đó, nhìn vào trong cái không gian phòng nó cũng đỡ trống trải. Đó,
với lại ống chờ, dây chờ áp chờ điều hòa, hệ thống trần thạch cao được thiết bị đầy đủ. Với cái phần cửa thông phòng thì thiết kế là cửa nhôm hệ. Đây mọi người nha. Tiếp theo mời mọi người theo em ra phía cái căn phòng ngủ phía bên ngoài. Đây, căn phòng ngủ ở phía bên ngoài, cửa sổ đầy đủ, rất là thoáng quý vị ơi. Xung quanh đây thì phải nói thật với mọi người là dân cư rất là đông đúc. Đối với một số quý vị khách hàng của em đang theo dõi kênh và đã từng đi xem nhà với em thì biết rằng là ở trong cái tổ 14, 15, 16 thì em sẽ chia sẻ luôn là với cái vị trí ở bên Đông La, Đông Lao, La Tinh này thì nó lại dân cư của nó sầm uất hơn so với cái khu vực vị trí tổ 14, 15, 16 Yên Nghĩa mọi người ạ. Và hiện tại cái giá nó cũng xem nhau cho nên quý vị có thể cân đối nha. Nó chỉ khác duy nhất ở đây Ngọc Ánh quay trong video này nó là thuộc huyện Hoài Đức, còn bên tổ 14, 15, 16 phường Yên Nghĩa thì nó lại thuộc quận Hà Đông. Nếu như quý vị không phân vân về quận hoặc huyện thì quý vị cứ chọn lựa những cái căn nhà mà theo quý vị đáp ứng công năng cũng như là cái vị trí phù hợp với nhu cầu đi làm của mọi người. Đó, nhà vệ sinh ở phía tầng 2. Đây, nói chung là đơn giản, tuy nhiên thì cái công năng sử dụng quá là ok. Bồn cầu, sen tắm, lavabo, chậu rửa mặt. Đó, đây là tầng 2, đã có hai phòng ngủ, vậy tầng 3 thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Khi Ngọc Ánh bước chân lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà thì ở đây có một cái ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Ở đây, quý vị ạ, còn một phòng vệ sinh nữa. Đây mọi người nha. Nói chung là Ngọc Ánh review rất là cụ thể từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà nên quý vị có thể tưởng tượng ra video thiết kế căn nhà như thế nào rồi quý vị có thể cân nhắc đi xem. Đây là một phòng ngủ nữa mọi người ạ. Đầy đủ ánh sáng, không khí vào trong ngôi nhà. Đó, đây mọi người nha. Có những cái thông số nếu như Ngọc Ánh mà quên thì mọi người ơi, cái thông số bình thường của ngôi nhà Ngọc Ánh thường hay để ở phía dưới phần bình luận ý. Mọi người có thể vào đấy xem giúp em về cái đường hướng giá mọi người nha. Bởi vì có những cái mà Ngọc Ánh không hoàn thiện được trên video mà không may quên một cái chi tiết nào đấy thì mọi người thông cảm giúp em ạ. Với tầng 3 của ngôi nhà, ở đây là cái chính là cái khu vực để máy giặt. Đây, và đây là cái phần sân phơi. Đó, với 3 tầng thì thiết kế tối ưu cái công năng nó chỉ được như thế thôi mọi người ạ. Video có như thế nào thì Ngọc Ánh cũng chỉ chia sẻ được như thế, không nói quá lên làm gì. Và giá chào bán căn nhà này 1 tỷ 950 triệu đồng. Vị trí thì thuộc xóm 1 Đông Lao, Hoài Đức. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin tiếp theo từ Bất Động Sản Nhà Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.